Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy Note 10 Lite đang lỗi, đang chờ thay mới tại diệt động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy Note 10 Lite lỗi hỏng, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. diệt động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy Note 10 Lite nói chung và phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy Note 10 Lite nói riêng để mới vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều khiển đến với diệt động cao cấp.vn cần một địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho Samsung Galaxy Note 10 Lite, vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. diệt động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy Note 10 Lite nói chung và phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy Note 10 Lite nói riêng để mới vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều khiển đến với diệt động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy Note 10 Lite đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại diệt động cao cấp.vn.